Hello mấy cưng. Mày hả mày? Mày hả mày? Cho mày chết nè mấy con này. Mày hả mày? Tao quýnh mày nè con. Này thì ồn ào nè. Trời ơi trời. Trời ơi xì tóc xì tóc. Ai trời 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 trời. Ủa gì vậy? Trời trời. Dạ? Làm cái gì vậy? Trời ơi gì mà giết hại động vật kìa. Trời ơi ông có tin là bị công an bắt lên đường không hả? Trời ơi cái bà không biết gì hết trơn. Bà tránh ra để tôi quýnh con nó. Mày hả mày? Mày hả mày? Anh ủa chuyện gì mà ông giết mấy bọn này? Bọn này nó làm gì đâu? Trời đất ơi. Nó mà không làm gì hả? Bà không biết gì đâu. Hồi trưa đây nè, tôi gọi là mệt ơi là mệt luôn. Tôi quyết định tôi đi ngủ trưa. Thì ở đây tự nhiên không, mấy con này nó kêu sùm mà. Cái con cừu này nè, nó kêu nó kêu sùm luôn. Rồi mấy con heo á thì nó ỉa đầy ở đây nè, coi nè thấy không? Phân của nó nè, ỉa đầy nè. Tôi muốn chết. Mà sao cái làng mình quả cho động vật vậy? Ai với ai nuôi vậy? Tôi không biết nữa nhưng mà tôi đang ngủ mà nó ồn ào quá, tôi tức dễ sợ tôi muốn quýnh bọn nó. Trời đó con heo, con heo, con heo. Trời ơi mấy con là động vật thôi mà chứ phải con người đâu mà nó hiểu tiếng không? Trời nó chạy ở đây tại vì nó theo bản tính của nó thôi, nó ra nó ăn cỏ nè. Trời đất ơi gì mà giết nó tồi nó thôi. Thôi để lên phòng ngủ tiếp đi. Tôi dẫn mấy con bọn này về làng cho. Không gì không. Tôi á thiệt các bạn, tôi ghét nhất là tôi đang ngủ mà có người làm ồn ào á một tí á bạn. Ôi tôi quýnh bà luôn mà tao không hả? Mày thấy cái này là gì không? Trúng không ơi? À vậy thôi. Rồi ok thôi tôi lên phòng tôi ngủ đây mà làm gì làm đi. Ok ok. Giỡn xíu làm gì căng quá vậy? Mấy con giỡn này. Ngủ đi. Không được ồn ào chứ. Tụi mày ồn ào tôi quýnh tụi mày nghe chưa? Rồi ok biết rồi đi nè. Bực bội dễ sợ. Ơ nó vô nhà mình nè Sam ơi. Mày đi đâu mày? Trời ơi mệt quá đi ngủ đây. Ây, trời ơi bạn ơi bực bội gì đâu luôn trời. Ngủ trưa thôi mà tự nhiên mấy con này nó ồn ào quá. Xong mình ra mình quýnh nó. Xong Sam quýnh mình đó bạn ơi. Cái gì đâu kỳ cục mà. Đáng lẽ Sam phải thương mình hơn bọn nó chứ ta. Kỳ cục mà tự nhiên không lấy súng ra đòi bắn mình nữa. Bực bội dễ sợ. Thôi đi ngủ tiếp. Bực bội. Ây, đúng là cái đồ đáng ghét. Đã mập như con heo rồi mà còn xấu tính nữa, ai mà thương trời. Anh nghĩ sao mình thương được nhỉ? À thôi bỏ qua đi. Trời đất ơi, mấy con bò con gà ha qua đây ăn cỏ rồi làm gì chết căng nghĩ sợ luôn á. Không sao không sao, đừng gấp nữa nha mấy em. Chị sẽ dẫn mấy em về chuồng tại vì chị là một người rất là tốt luôn. Còn cái người xấu tính như ông Phong nha, thế nào cũng gặp ác mộng đúng không? Trời ơi gật đầu quá trời luôn nè. Thôi thôi bây giờ chị dẫn mấy đứa về chuồng nha. Rồi về nhà nè. Cái gì vậy? Một con gà, hai con gà, ba con gà. Ủa khoan từ, cái gì vậy? Ủa khoan, chỗ này là chỗ nào đây? Ủa, nguyên một con gà siêu to khổng lồ luôn. Hai con luôn, trời ơi, nhiều dữ ta. Trời ơi, đã, trời ơi, mấy con gà này mà làm thịt KFC ăn là siêu ngon luôn á. Ê, bắt nó. Ê, trời cái gì vậy? Ủa, trời ơi, mấy bạn ơi. Ủa sao tự nhiên mấy con gà này nó tấn công mình vậy ta? Mình chỉ tính lại mình lại gần mình bắt nó thôi mà tự nhiên nó cắn mình cái mình chết queo luôn bạn ơi. Ui trời ơi có ai đây không? Trời chỗ này nguy hiểm quá, có ai không? Có ai làm ơn lên tiếng. Trời đất ơi đang ngủ mà gì la gì Phong? Trời đất ơi tôi đang ngủ mà. Ê Sam ơi, sao? Ừ. Ủa sao tự nhiên tôi chỉ thấy được có cái đầu của bà vậy? Tôi không thấy được người bà. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà sao ông có được cái đầu không vậy? Cái chân cái tay ông đâu rồi? À là sau lưng hả? Trời ơi, ủa sao kỳ vậy? Trời ơi chết rồi. Ông ở đâu vậy? Trời ơi là chỗ nào vậy mấy bạn ơi? Ủa chỗ này có mấy con gà nó cứ chạy qua từ nãy giờ. Mấy chục con gà xuất hiện luôn rồi đó. Hình như từ nãy tôi đếm không hết luôn Sam ơi. Ủa nhưng mà hình như là chỗ này là cái chỗ nào? Ủa sao tự nhiên mấy con gà ấy tấn công tôi nè? Chẳng lẽ là buổi sáng tôi quýnh mấy con gà, quýnh mấy con cừu, quýnh mấy con heo nhiều quá xong rồi nó bằng đó vô nó tấn công lại tôi hả ta? Rồi sao ông ai vậy ông đập mấy con gà chi? Bây giờ nó gì đó nó vào trong giấc mơ ông, nó hành hạ ông nè. Rồi đó, hay chưa? Trời ơi trời. À. Tụi mày nghĩ tụi mày tấn công được tao sao? Tôi quýnh tụi mày nè. Mày ai à? Rồi xong tôi chết meo luôn. Vậy sợ vậy kìa. Trời bây giờ ơi. Sao ông giúp tôi cái coi, tôi tự nhiên bị tôi là người tốt mà sao tôi ở trong này gì kỳ vậy? Ai mà biết được, tự nhiên tôi bị nhốt trong này. Khoan từ từ, hình như là có khoảng trống này, hình như mình phải chạy qua nè. Ê, đúng rồi nè, mình chạy qua nè Sam, chạy qua đây, chạy qua đây. Ui. Bên đây là có mấy con heo nè. Trời ơi trời, nhìn mấy con heo này nhìn còn bự hơn cả tôi nữa Sam ơi, nhìn ghê quá à. Ê, chạy qua. Bây giờ làm gì có Phong? Rồi xong con heo tung tôi chết queo luôn Sam ơi. Bây giờ mới vượt qua mấy cái ải này hả? Ừ đúng rồi, hình như là bây giờ bọn mình phải vượt qua mấy chỗ này hay sao á. Mà mấy con heo nó dữ quá, nó tung tôi á. Mày coi chừng mày chết. Ui nó dừng lại nhìn tôi kìa. Ui ok, chạy. Chạy qua. Ê ok, may quá. Ủa còn con cam nè.
Ủa sao có, ủa sao từ sao có bé Cam ở chỗ này vậy? Ủa mấy bạn ơi, sao tự nhiên tôi nhớ là trong đây tôi chưa có quýnh con cừu, con heo với con gà, hay từ đâu xuất hiện thêm bé Cam với bé Hồng ở đây vậy? Ui đúng rồi, chết rồi bạn ơi, do là bình thường hàng ngày mình hay ăn hiếp bé ăn hiếp bé Cam á, cho nên là giờ nằm mơ thấy bé Cam luôn bạn ơi. Ui ghê thiệt, Ok sao thằng, mình nghĩ rằng bé Cam nó biết mình không đánh mình đâu, mình sẽ chậm thôi, đi qua chậm thôi. Ok, đưa, qua đường. Ê, cái gì vậy? Con này con gì vậy? Con gì mà cái đầu nó bự dữ vậy trời? Mấy bạn ơi, ủa Sam ơi, con này con gì vậy Sam? Ai biết trời ơi, tôi nghĩ là con bò phải không? Con bò mà cũng cao dữ người ta. Con bò giờ nhìn như con hươu cao cổ vậy. Giết tôi. Ai? Ủa, lên mình rồi, trời ơi, quá, con thỏ nè. Cái gì bên đây cái con này thỏ hơi vậy? Nha. Ờ, thế giới tụi mình có thỏ đâu mà sao trong này có thỏ nha, hơi lạ nha. Trời ơi, chẳng lẽ chẳng lẽ là tôi đã từng ăn thịt thỏ hay sao mà tự nhiên tôi nằm mơ thấy con thỏ vậy ta, trời ơi ghê quá, chết tôi rồi. Ok, mà cái đường này nhiều, nó nhiều thỏ quá, mình phải chạy qua thôi. Ôi, nó đuổi tôi. Rồi xong luôn, chơi lại từ đầu luôn bạn ơi, chết tôi luôn, trời ơi là trời. Chắc là từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tôi ăn hiếp mấy con vật nữa, tôi không bao giờ tôi đánh bọn nó nữa đâu. Chứ tôi đánh bọn nó xong rồi nó đánh tôi. Ây, rồi xong bé Cam cắn tôi chết rồi Sam ơi. Trời ơi. Cố anh, chạy qua. Ủa ơi trời. Ơi trời, bé Cam ơi, tao xin lỗi, tao hứa tao không ăn hiếp mày nữa, mày đừng đánh tao mà. Ok, chạy qua. Ok, chạy qua đây luôn. Ê, rồi, đến lại được màn con thỏ nè. Đó, thấy chưa mấy bạn, thấy chưa? Mấy bạn nên nhớ là mình là con người, mình phải yêu thương động vật. Trời ơi là trời, thấy không? Mình không yêu thương động vật cái bọn nó mình sẽ gặp ác mộng rồi, bọn mình bị bọn nó tấn công lại bạn ơi. Trời ơi sợ vậy, sợ quá. Ui bên này nhiều bò quá, sao qua được. Ok, qua nhanh. Ông cầm cái que này mà chạy nè, cho chạy nhanh nè. Bảo vệ gì? Ủa có cái que gì? Hả? Ủa, đó. Cái này có que này. Tóc nhẹ nữa. Ủa cái que này giúp cho mình chạy nhanh hơn hả? Được. Ok. Đấy, chạy qua. Yeah! Hay được rồi. Ê Sam ơi, bên đây có con gì mà nhìn nó xấu dữ vậy Sam? Cái gì vậy? Đâu? Con này. Con gì thấy ghê vậy, tôi thấy rồi. Con gì nhìn thấy ghê vậy? Hình như con này là con gì ta? Con hà mã Sam ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái này là bạn của Timmy nè, Timmy hà mã nè. Trời ơi. Ok, chạy quá. Trời ơi may quá cái miệng của nó mà nuốt tôi chết luôn á. Ôi có con gì tấn công tôi nè. Ai con heo. Ôi trời, đợi xong tôi. Hai con heo vậy? Có mấy con heo nó tấn công tôi nữa, chạy vô tấn công tôi nè Sam. Ui ôi, cẩn thận nha Phong, cẩn thận nha, càng về sau càng khó. Bên này thì có mấy con lạc đà hay con gì nè. Trời, có cả ngựa vằn nữa nè Sam ơi. Ui con gì đuổi tôi nè. Rồi xong luôn. Ai, trời tức quá bạn ơi, giờ sao vượt qua được chỗ này đây. Chạy quá. Lùi. Rồi xong, chết chỗ này luôn. Là Phong khỏi cần đi thợ sở thủ. Phong ơi, mình đi tham quan một quanh thế giới luôn Phong. Đó, mình đi sở thủ luôn á. Trời ơi, có con heo đứng chặn đường tôi, nó không cho tôi qua nè Sam ơi. Mày chết bạn heo ơi, bạn đừng có nhìn mình như vậy chứ. Nhìn ánh mắt của con heo nhìn ghê quá bạn ơi. Giờ sao qua được ta? Cho mình qua nhé. Ok, chạy qua. Ok bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng hết kỹ năng của mình. Mình chạy một phát qua luôn, chiến thắng luôn. Hey! Cố lên, tôi hứa sau lần này tôi sẽ không gọi là đánh mấy con vật nữa, tôi sẽ yêu thương động vật, tôi sẽ không làm hại mấy con vật nữa. Ui trời ơi, bên này có mấy con gì màu cam vậy? Bé Cam phiên bản hươu cao cổ hả? Hình như con này là con hươu cao cổ bạn ơi. Ôi trời, chạy qua. Trời ơi, xong chết queo luôn. Ê, trời ơi, bé Cam ơi, mày cho tao qua đi mà. Sao mày lại chặn đường tao lại? Trời ơi, tao hứa tao sẽ mua ba tê cho mày ăn thật là ngon nha. Ê, cố lên. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, may quá, qua được rồi. Ê, ok, mấy con bò này. Trời ơi, trời, tụi mày đi chậm lắm, không nhanh bằng tao đâu. Hey, ok, qua được luôn rồi. Ê, mấy con bò thì đi chậm á, nhưng mà mấy con thỏ thì nó chạy rất là nhanh mấy bạn ơi, mà còn nhiều nữa. Hình như là một lần vậy đến tận rồi 4 con thỏ chạy ra ngoài, lần sau qua được ta. Ok, không sao, mình sẽ sử dụng đến cây kẹo của mình. Ok, ăn cái kẹo vô chạy nhanh hơn thỏ luôn. Ui, ok, qua được rồi. Quá đơn giản. Bây giờ tới lượt mấy con hà mã nè. Ôi trời ơi, mấy con hà mã này nó mập quá bạn ơi. Nó đi một lần thôi là hết cái đường rồi. Quá đường rồi. Ui trời ơi, bây giờ là mấy con gì ở đây? Ê, ui trời ơi, né được. Ok, mấy con ngựa. Ok, ngựa cũng chạy rất là nhanh. Nhưng mà không sao, tao đã có cây kẹo rồi. Chạy qua. Ok, qua được rồi. Ôi cái gì vậy? Mình bị con gì tấn công xong mình bị bay lên trời bạn ơi. No. Trời ơi. Ui, có mấy con động vật nhỏ tấn công mình nữa bạn, cho nó làm mình bị kẹt trong bong bóng ơi, mình không chạy được. Ui, ok. Mình phải đứng đây đợi tí nữa bạn ơi. Đợi một tí, chờ cho nó, cho mấy con hươu cổ này nó đi qua hết đi, mình qua. Ok. Ui, qua. Ai, ok, qua được rồi. Cái gì vậy? Mấy bạn ơi, sao chỗ này có mấy con gà nó có mặc áo vậy? Trời ơi, gì mà nhìn thấy ghê vậy? Gà biết mặc áo nữa, trời ơi. Nhưng mà ta đã đến được chỗ này là ta không sợ tụi mày đâu. Giờ ta sẽ chạy qua nè.
Hey, qua luôn. Ê, trời, bên này không những là bên này không phải là con mèo nữa bạn ơi, mà bên này là con cọp luôn rồi. Trời trời, con cọp. Ui, trời, rồi xong chết queo. Cố lên, vượt qua. qua được rồi. Cố lên. Ây da. One eternity later. Con heo mập, mày mau né chỗ khác cho tao đi coi. Con heo này, trời trời các bạn ơi, con heo chặn đường mình đó bạn. Mày chặn bên này đúng không? Thì tao đi bên này. Trời có gì đâu. Ây. Rồi xong chết queo luôn. Ây, trời các bạn ơi, từ nãy giờ mình chết nhiều các bạn ơi. Bạn hãy thử đếm thử xem coi trong cái trò game này Phong đã chết được bao nhiêu lần trong video này nha các bạn. Bạn nhớ đếm giùm cho Phong nha, chứ Phong không biết là Phong chết bao nhiêu lần nữa các bạn ơi. Ơi con heo chạy lại chỗ mình kìa. Trời trời, con heo vô duyên nó cắn mình nữa bạn ơi. Ơi ok, bây giờ mình sẽ bay qua. Ây da. 2000 years later. Tao không sợ tụi mày đâu. Chạy qua. No, chết nữa rồi. A few moments later. Trời ơi trời, sao mấy con hà mã này nhìn nó ghê các bạn ơi, nhìn cái miệng của nó to quá trời to luôn, nó mà nuốt mình vô cái chắc mình chết luôn á. Còn bên đây là có mấy con lạc đà hay con đà điểu gì nè, nó có mấy cái sừng nè, nó hút tôi cái xong luôn trời. Ơi, còn bên này là ngựa vằn nè, với lại là mấy con gì nè, mấy con ngựa bình thường nè, trời trời. Ê mấy bạn ngựa ơi, cho mình qua đi. Ê, ok mình qua được hú cao cổ rồi. Yeah. Ở sao bên đây có mấy con gà nó mặc áo nè Sam. Sam ơi. Tôi qua. Ủa? Nhìn một người sợ luôn á. Mấy bạn ơi, bên đây có mấy con gà nó mặc áo này nhìn dễ thương vãi. Ơ nhưng mà không, nó không dễ thương đâu, nó quýnh mình chết luôn á. Mình phải chạy qua đây thôi. Ôi. Ui, bên đây có con cọp nữa nè. Trời, con cọp gì đâu béo phì vậy? Con cọp đâu mập như heo vậy? Ủa? Hello Sam. Hello. Trời ơi, mừng quá hôm qua được nơi rồi. Tôi nhớ ông quá trời. Mấy con khỉ này nó nhanh phải không? Cẩn thận nha, nó lươn lẹo lắm nha. Ủa sao mấy con khỉ này chạy nhanh quá vậy? Trời trời, đúng là mấy con khỉ chạy nhanh dễ sợ bạn ơi. Ủa, trời trời. Ok ok, không sao không sao. Yên tâm, tôi có cái kẹo tôi sẽ chạy nhanh hơn đó. Mà coi đây nè, mà coi nè. Chạy qua nè. Hey! Yeah! Qua được rồi. Ồ, khoan từ, còn bên đây là con gì đây? Con gấu. Trời ơi, con gấu Sam ơi. Bên này có con gấu to dễ sợ nè. Trời trời, con gấu. Ok, chạy qua. Hey! Ui mày quá. Ui con voi. Ui mình gần thắng rồi mẹ ơi, mình gần thắng rồi. Mình chỉ cần vượt qua con voi nữa mình thắng rồi. Chạy qua thôi. Hey! Yeah! Làm ơn cho tôi thoát ra khỏi chỗ này đi. Làm ơn. Trời. Ôi trời mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng quay về được ngôi nhà của mình rồi bạn ơi. Trời trời. Hình như là hồi nãy mình mới vừa thấy mình bị mấy con động vật tấn công mình, nó hút mình phải không ta? Ui khoan từ. Có thật là mình đã quay về nhà chưa vậy? Ui đúng rồi, mình đã về lại làng Hello Team rồi bạn ơi. Ui bây giờ mình nhìn, giờ sao điên mình nhìn thấy mấy con này mình sợ bạn ơi. Nó lại gần mình kìa. Sao điên giờ tôi nhìn mấy con này tôi sợ bạn ơi, giống như là nó sắp tấn công tôi vậy, tôi phải né nó ra. Sammy ơi, bà đâu rồi? Sam. Ôi gì vậy trời đất ơi, bà đâu rồi, bà ra ngoài đấy coi, bà đâu rồi, tôi bên ngoài. Trời ơi. Phải né đâu. Này ra bạn ơi. Trời ơi Sam ơi, đừng có đập mấy con này nữa, tôi khổ quá à, ở nhà ngủ không được hả? Trời ơi trời, đập cái gì mà đập, bà không biết đâu, hồi nãy tôi mới vừa bị bọn nó tấn công á mà. Ủa trời ơi, trời sợ quá. Tấn công cái gì, là sao tôi không hiểu. Tôi không biết nữa, hồi nãy tự nhiên tôi nhớ tôi vô trong nhà tôi ngủ, xong tự nhiên tôi thấy nó xuất hiện ở chỗ nào. Con gà. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì cày vậy? Tôi nằm mơ hay sao á, tôi thấy mấy con này nó nhào vô tấn công tôi Sam ơi. Trời đất ơi, con gà con heo nó bé xíu sao tấn công không được? Trời ơi, ngủ mới nhiều quá như vậy. Trời ơi, sợ muốn chết luôn á, bà không biết đâu. Trong giấc mơ tôi còn nằm mơ thấy bà, hay tôi thấy bà nó cơ. Bà bị mấy con gà tung nó hút vô, mấy con heo hút bà chết mấy lần luôn á, sợ chết. Ơi nó lại gần bà kìa. Đi ra. Trời ơi, bình tĩnh tới. Trời ơi. Ông mơ xong bị khùng luôn ông nội, thôi tí nữa tôi về tôi nấu cháo gà cho ông ăn nha, được không? Cháo gà. Trời ơi, thôi, tôi không ăn cháo gà đâu, không ăn cháo heo, không ăn gì hết. Từ bây giờ tôi sẽ ăn chay, tôi không bao giờ ăn thịt mấy con này nữa. Mấy con này là mấy con quái vật, nó tấn công tôi. Trời ơi, tôi sợ quá. Mấy bạn ơi, hãy nhớ là phải biết yêu thương động vật nha bạn. Chứ bạn đừng có hành hạ bọn nó, nếu không thôi là bạn sẽ bị gặp ác mộng giống như Phong á. Bây giờ Phong bị ám ảnh, Phong sợ quá. Thôi, Phong bỏ làng ra đi đây. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh cho Phong và Sammy nha mọi người. Trời ơi, đi đâu cũng gặp mấy con vật để chạy, sợ quá.